Hồng chào tất cả các anh nha. Rất là nhiều các anh nam giới gọi cho em và hỏi là em có cái thuốc kích dục nào mà giá rẻ mà hiệu quả nó lại cao hay không. Thì ngày hôm nay em Hồng sẽ chính thức giới thiệu với tất cả những anh em ở đây một dòng được gọi là filter đen. Đây là dòng đến từ Mỹ và có giá trị cực kỳ cao trong việc kích dục, kích thích tình dục cho người phụ nữ. Đây sản xuất tại USA, tức là hàng của Mỹ nha các anh. Hàng được đóng hộp như thế này, nguyên đai nguyên kiện, hàng chính hãng từ Mỹ về. Một hộp như thế này có 12 chai. Và loại Sex Philter đen, đây là dòng kích dục cực kỳ mạnh với giá vô cùng phải chăng, giúp cho người phụ nữ hưng phấn, hứng tình, kích thích tình dục hơn rất là nhiều và có tác dụng cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng 5 phút sau khi uống cái thuốc kích dục này vào thì người phụ nữ sẽ có tác dụng. Đây là cái sản phẩm bên trong của nó, cái chai, đây là từng chai nha. Đó, đây là hộp filter đen, sản phẩm kích dục cực kỳ mạnh. Nếu như trước đây các anh đã từng sử dụng nhiều loại sản phẩm kích dục khác, tuy nhiên sản phẩm không mang lại cái giá trị cho các anh, tức là người vợ hay người yêu của các anh không có kích thích tình dục hoặc là không có tạo gì trong cái cảm hứng yêu cả, thì đối với filter đen này, đây là dòng sản phẩm kích dục cực kỳ mạnh. Chỉ cần uống vào thôi, sau 5 phút người phụ nữ sẽ tạo lên được cảm hứng hơn, đỏ mặt hơn và hưng phấn tình dục hơn. Sản phẩm đến từ Mỹ, không màu, không mùi, không vị. Và đối với sản phẩm này, các anh hoàn toàn có thể pha vào đồ ăn, đồ uống hoặc là bất kỳ, ví dụ như là ly trà sữa, trà đào hay là đồ ăn, thức uống gì đó. Chai này thì mình xài 2 lần nha các anh. Không màu, không mùi, không vị, rất là dễ dàng tại vì nó không có mùi gì hết. Đó, mình pha vào trà sữa hoặc là cơm hoặc là canh rồi gì đó. Rất là nhiều các cái đồ ăn mà nàng hay ăn thì mình có thể pha, hoặc là cứ pha vào nước và cho uống trực tiếp mà thôi. Thì đối với dòng kích dục Sex Philter này thì nó sẽ tạo lên được cái sự hưng phấn, cái sự chủ động. Đối với người phụ nữ thì sau khi uống vào họ sẽ có biểu hiện là đỏ mặt hơn nè. Đó, vùng âm đạo kích thích co thắt nhiều hơn và tiết ra được nhiều dịch nhờn hơn, thì từ đó họ sẽ cảm thấy rất là có cảm hứng trong cái chuyện quan hệ tình dục. Có thể là họ chủ động với anh hơn. Bình thường thì họ cứ nằm đơ như vậy, nhưng mà khi mà sử dụng cái này vào thì cảm thấy là rất là hứng thú và chủ động hơn rất là nhiều. Đối với dòng Sex Philter đen này, đây là dòng cực kỳ mạnh. Và em sẽ hướng dẫn mở, chỉ cần mở theo cái đường này thôi là cái chai này đã được mở ra. Và mình sẽ pha vào đồ ăn, thức uống hoặc là đưa nàng uống trực tiếp ha. Đó, chai này thì cứ chia ra 2 lần sử dụng dùm em. Em xin nhấn mạnh lại, đây là dòng Sex Philter đen, giá cực kỳ rẻ, chỉ 300.000 một chai như thế này thôi. Chúng ta có thể sử dụng 2 lần, hết chai này chúng ta mua chai khác, hoặc là các anh có thể mua 5-7 chai gì đó để sử dụng cũng được ha. Đó, nhiều khách bên em xài quen rồi mua nguyên một hộp 12 chai về để dành xài luôn. Đối với Sex Philter này thì khoảng cách giữa hai bạn không còn là cái rào cản gì cả, thì chỉ cần uống vào thôi là mọi sự được hanh thông, là cái chuyện tình dục đã được nâng lên một cái tầm cao mới. Và nếu như anh nào đang cần mua dòng sản phẩm này, có thể gọi trực tiếp cho Hồng qua số hotline 0966 536677 để Hồng có thể tư vấn cho tất cả những anh ở đây, hoặc là cứ gọi hoặc là kết bạn Zalo, Facebook 0966 536677 các anh nhé. Thì Hồng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các anh ạ.